Em Thảo xin kính chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo sẽ báo giá chi tiết ngày hôm nay. Và tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Kia Cerato. Và chiếc xe này có lần suất là 2018 phiên bản số tự động với chị nhá. Và em mang trên mình lớp sơn xi màu đen, em mang biển số là 88A25680. Sơn xi thì rất là sáng bóng đều nhau. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kỹ chỉ điện, gương cổ xe. Đăng kiểm em này đến tháng 12 năm 2022. Lốp xe còn khá là dày dặn chị nhé. Vì chị là yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922. Và địa chỉ xem xe trực tiếp của em có tại ngã tư Phố Lôi B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Chủ xe đã ốp mạ chrome, tay lắm mở cửa này. Đó. Màn hình Android rồi anh chị nhé. Đây là anh chị xem phần củ số này, hộp số tự động đây ạ, rồi là phần vô lăng siêu đẹp luôn, chân lì nguyên bản theo xe. Đây ạ, phần cửa sổ trời này, đó, ghế nội thất ghế da này rất là xịn sò rồi. Đây ạ, nội thất ghế da này rất là căng bóng nhá, hoàn toàn không bị nhàu lát hay bị rách. Đây anh chị xem này, tắp ni còn cực kỳ là đẹp luôn, đó, tắp ni siêu đẹp nhá, ghế chỉnh điện đề lỗ sờ tác tốt thông minh. Đó, rất là nhiều tính năng an toàn cho anh chị nhé. Nội thất ghế ra phía sau, đây ạ, điều hòa hai vùng, ngồi phía sau anh chị sẽ không sợ nóng nhé. Đây ạ, nội thất ghế ra phía sau đây cũng rất là căng bóng này, cực kỳ là đẹp luôn. Đây ạ, phần tam ni đây ạ, tam ni bốn cánh đều rất là đẹp nhá, keo chỉ thì zin tuyệt đối cho anh chị luôn. Đó, thì anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2018 phiên bản số tự động bản phun kịch, nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Đây là toàn bộ phần cốp của xe này, đó, cốp cũng rất là rộng rãi và sạch sẽ luôn. Phần đinh bấm đây anh chị nhá, phần đinh bấm này, rồi là phần ốc của lắp cabo đây ạ, tấm tản nhiệt của cabo này, đó, ốc của lắp cabo đây ạ. Đinh bấm thì rất là rõ ràng rồi. Đây chỉ xem phần mốc sơ cua này. Đây ạ, cốt lốp sơ cua nhé. Kích mọi cái đầy đủ cho anh chị này. Anh chị quan tâm yêu thích Kia Cerato sản xuất 2018 bản full club, bản full kịch, nhanh tay alo trực tiếp em Thảo ạ. Giá thì bên em Thảo đang chào bán với mức giá là 495 triệu đồng anh chị nhé. Đây anh chị xem này, đó, thảm trải chân cho anh chị đầy đủ hết rồi. Nội thất ghế da thì rất là xịn sò, táp ly bốn cánh thì đều rất là đều nhá, độ vân sần nó rất là rõ nét này. Rồi là phần keo chỉ đây ạ, đó, ghế chỉnh điện. Bây giờ em sẽ tiến ở bên trong này, đó, ghế chỉnh điện nha chị nhá, gương kính chỉnh điện đây ạ, chị xem ghế chỉnh điện này. Đi cực kỳ là thích luôn, riêng cái dòng Kia Cerato này. Em sẽ để lỗ lên cho chị xem nhé. Đây ạ, để lỗ thông minh này. Đó. Phần xi nhan đây ạ, xi nhan trái, xi nhan phải này. Cần gạt mưa. Màn hình Android này. Đây ạ, kính chỉnh điện đều hoạt động cực kỳ là trơn tru và mượt mà luôn. Còi đấy ạ, đồng hồ hiển thị trên này này. Đó, cửa sổ trời hoạt động rất là ok luôn. Đèn trần này, mọi chức năng hoạt động của xe đều hoạt động rất là ok luôn. Chỉnh liên hệ, chỉnh âm lượng trên vô lăng, nghe gọi rảnh tay, cruise control đều có hết nhé. Đó, một mẫu xe phải nói đẹp xuất sắc luôn. Đây anh chị xem phần gương cụp xòe này, đó, đều hoạt động ok nhé. Ngay bây giờ cùng em tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe này ạ.
Dạ vâng, đây là toàn một phần khoang máy của xe đây ạ. Đó, máy số lốp rất là ok này. Hoàn toàn không bị rung lắc, không bị giật, không bị loang dầu gì cả nhé chị nhá. Đó, chạy rất là êm luôn. Anh chị yêu thích quan tâm cái dòng Kia Cerato sản xuất năm 2018, phiên bản số tự động, bản full kịch, full clutch thì nhanh tay alo trực tiếp Thiên Thảo qua số điện thoại là 0963 040 922, và điện thoại trên của em là số Zalo nhé. Đó, xe này tai đèn răng máy lổ rất là êm luôn, phụ giảm xóc này, đó tấm tản nhiệt của nắp capo đây ạ, siêu đẹp luôn. Dạ vâng, và giờ em Thảo đã quay chi tiết cho chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Kia Cerato sản xuất năm 2018, phiên bản số tự động và mang trên mình lớp sơn xi màu đen. Nếu chị nào yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922, và số trên là số Zalo em Thảo nhé. Và đặc biệt anh chị mới vào xem video của Lý Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ cách cho em xin nhấn like cũng như đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về tôm mà ngày em Thảo sẽ lên. Và ngay bây giờ em xin dừng video ở đây, hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Em Thảo xin kính chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.